Bí kích đặc biệt giúp buộc tóc mà vẫn đẹp vào mùa hè. Mùa hè diện tóc buộc cao thì chuẩn bài, nhưng nếu không cẩn thận thì bạn sẽ rơi vào tình cảnh chợ khóc và cười. Trong tiết trời nóng nực của mùa hè hiện tại thì những kiểu tóc buộc cao, tóc đuôi ngựa được các đàn cưa ái nhất. Tuy nhiên nếu không tình ý thì tóc đuôi ngựa sẽ khiến người diện để lộ cả mảng da độ dư. Sắp hói, biết bao mỹ nhân của làng giải trí châu Á cũng từng lao đau vì kiểu tóc này tóc đuôi ngựa tuy rất mát nhưng lại khiến nhiều sau trơ vào tình cảnh lộ cả mãn da độ như sắp hói phần tóc buộc cao khiến da dầu bị kéo căng điều này cũng khiến hình ảnh của các mỹ nhân kém hoàn hảo đi ít nhiều ngoài tóc đuôi ngựa thì kiểu tóc buộc nửa đầu cũng dễ khiến các sau lộ cả mãn da độ như sắp hói để tránh rơi vào tình trạng kém sinh như dạng mỹ nhân nổi tiếng thì có đến ba cách mà bạn có thể áp dụng đầu tiên là cách ngồi trang phần da hói bằng một vài lọn tóc hai bên phần tóc che ở hai bên vừa giúp che đi chủng da hói đồng thời còn tạo độ chỗ buông xô hai bên mặt khiến gương mặt trông thon thả hơn. Bạn có thể tham khảo cách làm tại đây. Cách thứ hai đó là sử dụng phấn che phủ da độ. Các hãng mỹ phẩm hàng có khá nhiều sản phẩm phấn che phủ da độ dễ kết cấu và phấn, bột hoặc bút dạ để giúp che đi dụng da độ sáng màu. Cuối cùng, bạn có thể thử thay đổi với kiểu tóc buộc thấp. Kiểu tóc này vẫn mát mẻ, xinh xắn mà còn khiến người diện trông sang thêm vẻ phận. Đây cũng đang là kiểu tóc được nhiều mỹ nhân thiên dâu chọn diện.